What is Flutter App Development? Flutter is a UI toolkit made by Google for developing cross-platform apps. Flutter supports Android, iOS, Windows, Linux, and Mac. It's a free and open source toolkit to build visually appealing apps. Flutter was released in May 2017, and it is one of the fastest growing repos on GitHub. Phát triển ứng dụng Flutter là gì? Flutter là một bộ công cụ giao diện người dùng do Google tạo ra để phát triển các ứng dụng đa nền tảng. Flutter hỗ trợ Android, iOS, Windows, Linux và Mac. Đó là một bộ phận công cụ mã nguồn mở và miễn phí để tạo các ứng dụng trực quan hấp dẫn. Flutter được phát hành vào tháng 5 năm 2017 và nó là một trong những repo phát triển nhanh nhất trên GitHub.